Sau đây là bài thứ 2 của tiết tấu Slow. Bài trước chúng ta đã học tiết tấu Slow ở giải chậm. Thứ hai, bài thứ hai này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cũng ở Slow giải, nhưng chúng ta sẽ dày hơn một chút và sẽ đánh hơi khác một chút. Cách đếm giống nhau vẫn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta xem ví dụ. Như ở bài trước tôi đã nói là nhấn ở phách 1 và phách 4. Thì bài này chúng ta tay trái chúng ta sẽ nhấn ở phách 1 và phách 4. Tay phải chúng ta sẽ giải đều 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi sẽ hướng dẫn tay phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đồ, mi, son, đúa, son, mi, đồ. Rất đơn giản thôi, rất chậm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn phải đếm thì các bạn mới có thể làm được. Tay phải chúng ta cũng đếm và chúng ta làm theo. Xin lỗi, tay trái chúng ta cũng đếm và chúng ta làm theo. Nhấn ở phách 1 và phách 4. Cái phách 1 chúng ta đánh một nốt đồ. Phách 4 chúng ta bấm đồ mi son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta bắt buộc phải đếm. Nếu chúng ta không đếm chúng ta sẽ bị lẫn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta đếm như thế. Khi nào chúng ta tập nhuần nhuyễn tay trái và tay phải, chúng ta sẽ ghép vào cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khi chúng ta đập được hai tay rồi, chúng ta lại tiếp tục tập chuyển âm thanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xin chào các bạn.